Đây là hình con đại bàng mới nha anh chị và các bạn. Thì cái mẫu này nó mới về nè. Thì em sẽ bơm lên cái mẫu này lên để cho anh chị và các bạn dễ cập nhật về cái kích thước ha, cũng như là cái sản phẩm khi mới bơm lên. Như đại bàng này nó khó bơm ta. À nó không vô luôn rồi. Các bạn này bị lỗi ta, nó bị lỗi chỗ này anh chị các bạn. Cái coi con này có bị không? Cha rồi. Con nào cũng bị hết rồi, bây giờ mình sẽ dùng cách này có thử được không? Nếu như mà những con mà anh chị về như thế này nè, nó bị ép chặt như thế này thì anh chị dùng cái cây này thử xem sao. Rồi không được rồi, này nó bị lỗi anh chị các bạn nha. Nè nó ép cái đường này qua đây luôn rồi nè. Nhiều khi những cái mặt hàng mà về như thế này là anh chị các bạn phải liên hệ lại với em nha, để em đổi trả cho anh chị các bạn, đổi tận nhà nha, đổi tận nhà luôn anh chị các bạn, không cần phải đang mua điện gọi đến cho em làm cái gì. Thì nếu như những sản phẩm này bị lỗi thì anh chị báo lại cho em rồi em sẽ tạo đơn hàng, sẽ có shipper đến tận nhà để lấy hàng, lấy cái hàng lỗi của mình á giao lại cho em, chứ khỏi phải chạy cái bưu điện gửi rồi nó mất thời gian cho anh chị và các bạn. Này những cái này là bị lỗi nè. Nè thấy chưa, cái đường ép nè, cái đường ép nó ép, nó ép xuống đây luôn nè. Con này nó bị lỗi rồi. Có cách nào bơm nó không? À không phải, xin lỗi anh chị các bạn nha. Cái này tới hai đường bơm. Bơm này là bơm ép ha, ép này ép đứng nè. Thì cái như những cái trường hợp mà nó có một chỗ bơm mà nó bị lỗi như thế này thì anh chị các bạn phải đổi trả lại cho em nha. Còn như mà những cái sản phẩm như thế này nè, nó tới hai đường bơm. Ở đây một đường bơm như này nữa, và một đường bơm như này thì mình bơm đường này ha. Rồi bây giờ mình tiến hành mình bơm cái lỗ này anh chị các bạn ha. Tưởng đâu là bị nó chỉ có một đường bơm thôi, mà ở đâu này nó hai đường bơm ha. Thì anh chị và các bạn nào mà ở tỉnh thành xa có nhu cầu về cái sản phẩm này á, thì em có để một cái đường link ở dưới phần mô tả nha. Em có để đường link ở dưới phần mô tả dưới video á, anh chị và các bạn bấm vào cái đường link mô tả đó thì nó sẽ chở đến cái link sản phẩm này. Thì trên đó nó sẽ có giá cả sản phẩm này cũng như là kích thước cụ thể. Thì bây giờ em sẽ bơm lên để cho anh chị các bạn xem được cái hình cụ thể của con đại bàng mới này ha. Và em sẽ đo kích thước luôn để cho anh chị các bạn hình dung ra được, rồi mình khỏi cần đến cửa hàng đồ chơi để lấy hàng ha, tiết kiệm thời gian nha. Ở đây là em đang bơm ống bơm tay nha, ống bơm tay. Ống bơm này thì nhà sách cũng có bán vậy nha các bạn. Cái này thì nó thuận tiện là cho mình đi buôn bán tỉnh ha, buôn bán trường mà chạy xa thì mình để nó rất là gọn gàng ha. Nhưng mà có một cái là bơm hơi lâu. Còn những anh chị các bạn nào bán bay á, thì mình chỉ cột dây vào đây là ok rồi. Con này mà bơm bằng cái cây này nó cũng hơi lâu anh chị bạn. Hồi nãy giờ em bơm trừ ra nó khoảng có 2 phút rồi ha, mà vẫn chưa đầy hơi. Cái video này em quay làm sao là em đăng lên vậy nha, em không có chỉnh sửa nha, để cho anh chị các bạn dễ cập nhật. Rồi đầy rồi ha. Thì những anh chị và các bạn nào bán bay thì mình cột dây vào đây ha. Còn như ở đây em làm mẫu thì em sẽ dùng cái cây que này. Que này là que đỏ bóng bạc ha. Mà que đỏ bóng bạc là cái que này em bán riêng nha anh chị bạn. Anh chị vào website và cập nhật vào cái danh mục là danh phụ kiện và đồ bơm ha, thì nó sẽ có cây que này. Nó cũng có giá và cụ thể trong đó luôn.
đó, những anh chị của bạn nào bị liên tỉnh thì mình có thể dùng cái que này ha, chở được bình khí hơi bay đi thì nó hơi cực tại vì nó cầm cơm, còn như mình bán cái này là bán cầm cây ha, cho con em ta cầm chơi luôn. Thì anh chị các bạn nhìn cái con đại bàng ha, ở đây em sẽ đo kích thước cho anh chị các bạn xem ha, đây là đại bàng mới. Đây kích thước ha, đây bây giờ em sẽ đo kích thước nè, cũng hơi to anh chị các bạn ha. Thì anh chị nhìn cái cánh ha, cái cánh từ cái bàn làm việc của em nè, rồi nó qua tới bên đây là nó khoảng cỡ cỡ bao nhiêu, để em zoom cái này lại cho nó sáng sáng một xíu ha. À đó, nó gì nó sẽ dễ thấy hơn ha. Đây rồi, nó khoảng cỡ 7 tấc 8, như là 8 tấc anh chị bạn ha, 8 tấc là bề ngang ha. Còn bề dài của sản phẩm nè, anh chị bạn xem cái bề dài ha. Đây cái bề này em đo xuống đây, em đo xuống đây đi anh chị các bạn dễ hình dung ha. Đó thì nó cũng khoảng cỡ 50 ha, 50. Thì như thế anh chị các bạn dễ cập nhật. Về mà nếu như cái sản phẩm mà em đo như thế này mà nó gọi là cái nào tương đương nha anh chị bạn, chứ không phải là chính xác nha, tại vì thủ công mà. Thì nếu như mà nó có chịch, nó có sai á, mà ví dụ như ở đây là em đo là 70 78 gần 80 nè, mà mình về mình đo lại khoảng có 50 hoặc là 60 thì đó là loại nhỏ, thì anh chị các bạn phải đổi ha, đổi trả lại. Rồi, xin cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh nha, đăng ký kênh, bấm like nha anh chị các bạn, để có những sản phẩm mới thì em sẽ cố gắng cập nhật lên kênh này để cho anh chị các bạn dễ cập nhật. Mà ở những tỉnh thành xa thì mình vẫn có thể cập nhật được sản phẩm sớm mà mình bán Tết ha. Đăng ký kênh và bấm cái chuông luôn anh chị các bạn nha.